Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 15 và 16 tháng 6, huyện Đông Sơn đã tổ chức thành công hội thao công nhân viên chức lao động và giải bóng bàn mở rộng lần thứ 6 tranh cúp Long Thành năm 2024 nhằm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 94 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện Đông Sơn, 25 tháng 6 năm 1930, 25 tháng 6 năm 2024. Tham dự hội thao công nhân viên chức lao động huyện Đông Sơn năm nay có 300 vận động viên đến từ các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện, tranh tài ở 3 môn gồm cầu lông, bóng bàn và bóng chuyền. Đây là dịp để các cấp công đoàn huyện Đông Sơn tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao đối với mục tiêu bảo vệ, nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người Việt Nam. Hội thao còn là sân chơi lành mạnh, đoàn kết, giao lưu nhằm nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần và tăng cường tình đoàn kết, cổ vũ động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua sản xuất, lập thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, qua đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Đội chúng tôi thì thường xuyên lâu nay là tập luyện và cũng duy trì thường xuyên tại sân bóng chuyền hơi của huyện ủy, và chúng tôi cũng với cái tinh thần là cọ sát và nâng cao sức khỏe là chính. Cái giải cũng rất là ý nghĩa vì chuẩn bị kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Đông Sơn, 25 tháng 6 năm 1930 và 25 tháng 6 năm 2004. Có thể nói việc duy trì phát triển hội thao công nhân viên chức lao động đã và đang góp phần quan trọng trong xây dựng nét đẹp văn hóa, tác phong làm việc, hình ảnh thân thiện, gần gũi của người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thời kỳ mới. Nhân dịp này, giải bóng bàn huyện Đông Sơn mở rộng lần thứ 6 tranh cúp Long Thành năm 2024 cũng diễn ra với sự tham dự của hơn 200 tay vợt đến từ các câu lạc bộ bóng bàn phong trào xuất sắc tiêu biểu của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Các tay vợt tranh tài gồm 3 nội dung thi đấu, phân chia theo hạng và trình độ, gồm hạng chuyên nghiệp ABC Diễn đàn bóng bàn Việt Nam, đồng đội Corbilon rút gọn hạng GHI Thanh Hóa. Vì vậy, những cuộc so tài của giải đã diễn ra kịch tính, công bằng. Với sự đồng hành tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thành New Day, các giải bóng bàn phong trào trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển và thu hút các tài năng bóng bàn trẻ của tỉnh và quốc gia dự tranh. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự giải Đông Sơn. Các con thấy rất vui và sau giải đấu này, cháu sẽ học hỏi được nhiều điều thú vị từ giải đấu. Đông Sơn là có truyền thống về tổ chức những cái sự kiện bóng bàn của tỉnh Thanh Hóa. Và qua những sự kiện đó, Hiệp hội bóng bàn Long Thành kết hợp với tất cả các huyện để coi như là mở rộng các giải để thúc đẩy phong trào bóng bàn tỉnh nhà mạnh mẽ hơn. Ví dụ như những cái giải này thì có các tuyển thủ ở quốc gia về tham gia, các cái như là diễn đàn, các tuyển thủ nổi tiếng diễn đàn về. Cũng mong rằng qua những giải này coi như là chúng ta sẽ gặt hái được nhiều kinh nghiệm hơn để phát triển cho nền tảng bóng bàn của tỉnh nhà mạnh mẽ hơn, để coi như chúng ta sẽ có những vận động viên tham gia vào đội tuyển quốc gia. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng các vận động viên vẫn thi đấu với tinh thần cao, mang đến cho khán giả nhiều pha bóng hấp dẫn cùng những điểm số kịch tính. Qua giải đấu này, chất lượng và thương hiệu của giải bóng bàn huyện Đông Sơn mở rộng một lần nữa được khẳng định. Sau 2 ngày thi đấu, hội thao công nhân viên chức lao động và giải bóng bàn huyện Đông Sơn mở rộng tranh cúp Long Thành lần thứ 6 năm 2024 đã khép lại với nhiều ấn tượng. Ban tổ chức đã trao thưởng cho các vận động viên giành thành tích cao tại các nội dung thi đấu.